Với những thành công trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, người dân xã Hợp Lý huyện Lập Thạch đón chào năm mới 2017 trong niềm vui thắng lợi. Hơn bao giờ hết, mùa xuân năm nay thật sự là mùa xuân có ý nghĩa bởi sau những nỗ lực cố gắng, xã Hợp Lý đã về đích nông thôn mới năm 2016. Cũng như bao người dân khác của xã Hợp Lý, xuân này khác hẳn so với những xuân qua. Xóm làng tràn ngập niềm vui tiếng cười, bà con ai nấy đều phấn khởi tự hào với những thành quả đã đạt được đó chính là sức mạnh tổng hợp của nhân dân và chính quyền xã hợp lý từ ngày đường xá nó thuận lợi là dân nhàn tất cả phương tiện đi lại giao thông là tiện lợi mà bây giờ là dùng toàn bằng máy móc bừa không phải trâu cày bừa nữa mà có thu nhập rất cao với những nỗ lực và quyết tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân đến nay xã hợp lý đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là về giao thông thủy lợi và cơ sở hạ tầng đều được cơ giới hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, góp phần tạo việc làm và đem lại thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,2%. Nhịp sống ấm no, sung túc đang dần hiện hữu trong từng nếp nhà của cư dân nông thôn. Không chỉ dừng lại ở thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới, xã hợp lý, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được để nông thôn mới thực sự là động lực cho sự phát triển bền vững. Từ khi địa phương chưa về đích nông thôn mới thì đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng rất là hạn chế, đặc biệt là đường làng ngõ xóm chưa được bê tông hóa và người dân đi lại thì rất là khó khăn. Như từ khi được huyện ủy, ủy ban nhân huyện chọn là xã để đầu tư trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì địa phương sắp lý đã thay ra đổi thịt phải nói là về vấn đề giao thông thì đã được bê tông hóa và các đường làng ngõ xóm cơ bản là được cứng hóa chính vì vậy mà đời sống vật chất của tinh thần của người dân đã được nâng lên một bước đáng kể một mùa xuân mới lại về trong lòng mỗi người dân hợp lý luôn phấn khởi vì quê hương đang mỗi ngày thêm đổi mới và trọn vẹn niềm tin vào mùa xuân tin vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn